Đối với nhiều anh em mà mới vô nghề á, hoặc là những anh em mà ít đụng những cái xe công nghệ á, thì cái việc mà sửa một cái xe khóa thông minh Smart Key là một điều rất là khó. Chưa nói tới cái việc là khóa zin thì mình chưa nói nha. Những cái xe mà có thể là lên Smart Key hoặc là thay IC hoặc là nạp lại chương trình. Nói chung là rất là nhiều cái vấn đề. Thì ngày hôm nay á, là mình ở đây mình có tổng cộng là 5 chiếc xe khóa Smart Key để mình quay cái ban này, không tính chiếc bên này. Từ đây đi qua camera quay cho mọi người xem. Đầu tiên là chiếc SH Mod Smart Key ha. Xe đó là đời 2017-18. Xe đó là khóa zin. Sau đó là tới chiếc Vario 150. Xe này cũng Smart Key zin. Tới này là K2C đời mà cắt tính năng Eco. Và cuối cùng là hai chiếc xe K2C là hai cái đời này có Eco. Thì mình sẽ có những cái ban rất là hay mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay cho những anh em mà ít tiếp cận những cái dòng xe đời mới, và có khả năng nếu như anh em không nắm vững kiến thức chuyên môn thì anh em sẽ bị dợt trên những ca này. Motorcycle TV xin kính chào các bạn. Thì cái việc mà công nghệ xe gắn máy mỗi ngày mỗi phát triển á, nó mang lại rất là nhiều cái sự tiện dụng cho cái người sử dụng xe, nhưng cái điều đó đồng nghĩa với cái việc là nó mang lại rất là nhiều cái khó khăn cho người thợ sử dụng xe. Ví dụ ở đây á, là mình có những cái xe khóa thông minh, chúng ta còn gọi với cái tên chuyên môn đó là Smart Key. Đây là hai chiếc xe K2C đời có Eco, và đây là chiếc xe K2C đời 2024 nè các bạn. Hai cái xe này là 2021 22 ha. Chiếc xe này 2024 là cắt tính năng Eco, cũng có khóa Smart Key. Đây là chiếc Vario 2018 19 có Smart Key, và đây là chiếc SH Mod 2017 2018 có Smart Key. Thì tất cả những xe này là đều liên quan tới khóa thông minh. Nhưng mà chiếc xe này á, là trường hợp này ECM bị chết, thay một con ECM khác và đồng bộ lại mã. Hiện tại là xe này là ECM đã được thay thế. Chiếc xe này cũng như vậy các bạn, và đã được nạp lại chương trình. Còn lại thì ở đây mình có 3 chiếc xe là Smart Key Zin. Vậy thì cái thông điệp trong cái video clip này là cái gì? Nếu như các bạn gặp các vấn đề liên quan tới Smart Key trên xe Zin á, thì nếu các bạn có cái nền tảng căn bản về điện, về FI, các bạn có thể sửa chữa được. Nhưng với những cái trường hợp mà các bạn đụng những cái xe mà nó không phải là hệ thống Smart Key Zin, hệ thống Smart Key lên, hoặc là những cái đời xe là nó thuộc cái dùng gọi là đã được nạp map, nạp chương trình, thì như vậy á, các bạn làm như thế nào để phân biệt? Thì bây giờ trước tiên mình làm chuyện dễ trước ha. Thì đây là một cái xe. Đây. Đây là một cái xe, xe này đã được thay IC. Xe này được thay IC nhưng mà các tính năng về Smart Key nó còn nguyên vẹn. Thì cái điều mà để các bạn nhận biết á rất là đơn giản. Ở đây mình có cái giắc ổ khóa. Đối với cái xe mà nếu các bạn thay IC mà các bạn đồng bộ mã, các bạn nhập mã được lại như chuẩn á, thì các bạn đấu nối trực tiếp ổ khóa sẽ không bao giờ các bạn nổ máy được, không có tín hiệu bơm xăng và cũng không bấm nút đề được. Còn đối với chiếc xe này, khi các bạn thay IC mà các bạn ốp Smart Key thì các bạn nối cái ổ khóa trực tiếp, các bạn vẫn có thể khởi động được. Hoặc là các bạn thay con ECU này bằng một con ECU mã khác nhưng cùng hệ. Ví dụ xe này đang là K59, một lát nữa mình sẽ thay con K44 vô thì các bạn vẫn có thể mở khóa, có bơm xăng và khởi động được bình thường. Bây giờ đầu tiên, đây là chiếc xe có Smart Key nhưng đã thay IC nhưng mà đồng bộ mã nhập rồi. Thì bây giờ cái giắc ổ khóa các bạn chỉ việc kết nối hai cái cặp giắc trái và phải với nhau thôi trên xe Honda, với điều kiện là các giắc này chưa bị đổi vị trí nha các bạn, đúng vị trí zin. Thì nếu các bạn kết nối như vậy, xe sẽ có điện nhưng chúng ta sẽ không thể đề và không có tín hiệu bơm xăng. Ở đây bạn kỹ thuật viên đã đấu nối và đã có xi nhan nè, có kèn, nhưng không đề được, không cách nào khởi động, không đề được. S-top mặc dù vẫn có, bóp thắng sáng đèn đây đó, nhưng mà không thể nào mà khởi động được chiếc xe này. Đó là trường hợp lên Smart Key hoặc là thay ECM nhưng đồng bộ mã thì chúng ta không khởi động được. Rồi bây giờ chúng ta qua cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai, xe này đã thay và ốp chức năng Smart Key, mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình mở khóa bình thường ha, đó, nổ máy. Rồi bây giờ mình sẽ ốp cái chìa khóa. Rồi em rút giắc ổ khóa, em nối trực tiếp lên.
đó, nó nghe tiếng bơm xăng rồi nè. Bây giờ có tiếng bơm xăng rồi nhưng mà đồng hồ thì chưa có điện đó. Bắt đầu có đồng nói giấc thứ hai thì đồng hồ mới có điện. Rồi đồng hồ có điện nè, giờ mình sẽ khởi động cho các bạn xem nè, đúng không? Rồi bây giờ để cho thuyết phục hơn thì ở đây mình sẽ bỏ đi cái SCU K59, mình thay bằng SCU K44. Em bỏ con K44 vô đây, con này là con K44 rồi ha. Mình sẽ bỏ con K44 vào. Cái remote này là remote zin của xe nè, mình để ra một bên. Mình thay con K44 cho các bạn xem. Rồi on chìa khóa K44 luôn nè, mở bằng chìa khóa K44 luôn. Em cắm vô luôn, mở luôn bằng này luôn, rồi lát nữa em đấu nói sao. Không nói thấy chưa? Rồi nổ máy nè, thấy không? Rồi bây giờ ốp chìa khóa K44 luôn, ốp nè, tắt nè, rồi em đấu nói luôn nè. Dặn không được nè, dặn đúng không được nè các bạn, đó không được, đấu nói nè, nổ máy nè, cái dắt điện á lỏng. Rồi ok các bạn thấy không? Thì có nghĩa là đây là chiếc xe được lên Smart Key, ốp chức năng khóa Smart Key là hai trường hợp. Bây giờ qua chiếc xe zin, ở đây mình có 3 chiếc xe zin cùng là K2C nhưng mà hai phiên bản. Thì đầu tiên là hai chiếc xe này là cùng phiên bản. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái hoạt động bình thường của mỗi chiếc xe. Đầu tiên cái remote của xe thứ nhất đâu em? Đây. Đây là remote xe thứ nhất. Chớp nè, tìm xe nè, on nè, mở khóa nè, mở khóa, nổ máy nè. Đó, rồi. Cái này bình thường ha. Rồi, tắt khóa. Chìa khóa các bạn nhớ chìa khóa này nha. Rồi. Đây là chiếc thứ hai. Cái chìa khóa đây. Tìm xe nè. Mở khóa nè. Rồi. Mở khóa nè. Rồi. Nếu bây giờ đúng là cái xe zin thì chắc chắn các bạn khi các bạn thay thế ECM của một cái xe cũ qua, hoặc các bạn thay cái SCU của xe cũ qua, cái chuyện mà các bạn mua đồ mới thì chắc chắn nó sẽ tự đồng bộ. Nhưng nếu đồ cũ thì dĩ nhiên các bạn phải có mã. Bây giờ trong trường hợp này mình thử ha. Em rút cái này ra, em đổi qua đây. Rút cái SCU này, đổi qua SCU này. Rồi, đổi luôn cái SCU này. Em cắm cái đâu qua đây. Rồi cắm cái này qua đây. Vậy thì chắc chắn các bạn là hai cái xe này nó không khởi động được đúng không? Không khởi động được. Báo động rồi đó. Sai mã rồi. Rồi hai xe cùng báo luôn. Không chiếc xe nào khởi động được hết. Rồi chiếc này cũng báo luôn. Đó chiếc này cũng báo luôn. Đó các bạn thấy không? Vậy thì bây giờ các bạn phải có mã để các bạn nhập. Nhưng với cái việc phát triển công nghệ thì chúng ta không cần phải có mã, không cần phải nhập mã luôn. Chỉ cần 20 giây can thiệp là chúng ta có thể khởi động lại hai chiếc xe này. Rồi, bây giờ mình sử dụng thiết bị scan rồi ha. Cắm cái kẹp nguồn vô luôn. Xe đang lỗi nè. Xe đang lỗi. Mình kết nối luôn. Mình sẽ quay màn hình điện thoại kết nối scan rồi lại để chèn lên cho các bạn cùng xem. Em mở mật khẩu. Kẹp nguồn. Kẹp nguồn trước và sau thiết bị scan rồi. Rồi mình khởi động phần mềm scan đồ lên, quay màn hình luôn em. Thao tác đi, thao tác đi, khởi động quay màn hình luôn. Rồi mình vào app scan đồ ha. Sau đó mình mở khóa lên nè, nó đang báo lỗi nè. Rồi em bấm vô cái phần SCU đi. Mình đang chèn màn hình của scan đồ cho các bạn cùng xem. Bây giờ sẽ bấm cái chức năng renew làm trắng. Rồi tắt khóa. Mở khóa. Nó sẽ tự động, đèn ở trên thiết bị sẽ chớp rất là nhanh. Nó đang chuyển dữ liệu qua. Ba hồi càng kêu thì dữ liệu này sẽ được đồng bộ. Hồi thứ ba. Kết thúc hồi kèo này là hoàn thiện. Rồi, đã xong. Vậy thì bây giờ mình sẽ tắt chìa khóa và mình bật lại chìa khóa, mình sẽ nghe nó báo một lần. Chờ hết hồi kèn, mình sẽ tắt chìa khóa, mình khởi động lại là đã nổ máy. Nổ máy, nhưng lúc này nó sẽ xảy ra cái tình trạng bị hộp ga.
thì mình do là hai con ECM đổi cho nhau á các bạn, mặc dù con ECM này không tháo nha, nhưng giờ con HCU qua thì chúng ta phải reset ECM, tiến hành reset. Reset ECM. Rồi, tắt khóa, mở lại. Rồi, bây giờ là mọi thứ nó đã bình thường hết hộp ga. Rồi, tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm chiếc xe này luôn. Chiếc xe này đang báo động, mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Đang báo nè. Rồi, giờ mình sẽ dời scandal qua. Cũng kết nối như cũ ha các bạn. Rồi, bấm luôn, quay màn hình luôn, quay màn hình luôn em. Quay, rồi, thao tác y như cũ. Rồi, remap. Rồi, tắt khóa. Bấm tiếp tục, mở khóa. Rồi, ba hồi kèn. Hồi thứ nhất khoảng 20 giây. Hồi thứ hai hồi thứ ba giao tiếp đã hoàn thành. Bây giờ mình tiến hành mình tắt khóa, mình mở lại và có một hồi kèn sẽ kêu lên. Sau đó mình tắt khóa, mình mở lại, xe này đã nổ máy được. Nhưng mà nó bị hụp nè. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình reset ECM đi em. Ngắt kết nối nguồn này ra. Rồi, reset ECM. Vô lại. Em ngừng đi, em quay cái đoạn mới, quay màn hình đoạn mới. Ngừng lại, rồi quay màn hình đoạn mới. Rồi, em đọc mã đi. Thôi em vô chẩn đoán. Rồi. Nó đang hụp nè. Đó. Đó. Rồi. Rồi, em vô, em reset. Rồi, tắt khóa nè. Mở lại. Rồi, vô. Chưa được hả? Rồi, rồi em reset đi. Em vô cái mục reset ECM. Rồi. Rồi tắt khóa, quay lại, vậy là hoàn thiện. À echo, echo, tính năng echo, xe này có echo. Rồi, bây giờ đây là mình dùng công nghệ để mình thử trao đổi hai cái con SCU của hai cái xe khác nhau. Thì bây giờ nếu mà mình trả nó về vị trí cũ, chắc chắn là hai con SCU này nó đã bị lộn mã rồi các bạn. Nó bị chạy mã rồi. Bây giờ mình tháo ra đi, mình thử lại đi. Mình trả về. Rồi, lấy con này gắn liền qua đây. Rồi, cắm đây. Rồi, cắm con nó lại. Mở khóa lên nè, các bạn xem nè. Không, không khởi động được nữa. Nó về lại vị trí cũ rồi đó. Nhưng mà do nó đang bị nhận mã của SCU vào trong ECM rồi. Vậy thì bây giờ mình cần phải làm lại y như vậy để hai cái xe này về bản gốc. Điều này không quan trọng. Cái xe này đời 2024, cái xe này đời 2021 đúng không? Mình sẽ đổi SCU luôn. Em tháo nó ra đi. Con này là không mở được rồi. Nè mở báo nè. Tháo SCU 2024 qua. Đây. Con này, đây em đưa đây. Con này là K2CVA. Con này là K2CV1. Bỏ V1 qua VA. VA là đời 2024, còn V1. Nè VA nè, 2024 nè. V1 là của chiếc xe đời có eco. Rồi, chắc chắn là bây giờ không khởi động được. Tắt khóa. Lấy cái remote bên kia on lên nè. Remote nằm bên kia. On lên, on chưa? Đó, bây giờ là xài cái remote này. Đang xài remote này. Giờ nó lộn xộn lung tung rồi không? Tìm xe nè, đó. Rồi, mở nè. Báo rồi đó. Rồi, bây giờ cũng y như vậy em quay màn hình lại.
cũng thao tác y như vậy, mình sẽ lấy cái con 2024 khóa tính năng Eco bỏ qua đây. Quay màn hình lại em, quay chưa? Rồi, tắt khóa. Tiếp tục bật khóa lên. Rồi, ba hồi kèn. 1 2 3 Công đoạn giao tiếp hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tắt khóa, mở lại nó sẽ báo một lần. Rồi, tắt khóa, khởi động lại xe sẽ nổ máy được. Hộp ga. Hộp ga, rồi, reset ơ xem. Tháo kẹp nguồn trước ra. Đúng, quay lại đoạn mới, reset ơ xem. Thì khi mà mình đọc mã xong mình sẽ tháo cái dắt nguồn trực tiếp nha các bạn. Rồi. Reset. Tắt khóa. Mở lại. Là thao tác hoàn thành. Ok chưa? Rồi. Ngọt ngào. Video clip này có ý nghĩa gì các bạn biết không? Có nghĩa là thị trường xe máy bây giờ, khi mà cái việc phát triển mỗi ngày của công nghệ xe máy á, nó làm thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của ngành xe máy luôn. Cho nên nếu như chúng ta không được trang bị kiến thức, chúng ta không có đồ nghề, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề trên những cái xe này. Và thật sự cái xe Vario là một cái xe làm mình rất là đau đầu. Em tắt chìa khóa xe đó đi. Làm mình rất là đau đầu. Tại vì á, cái xe đó nó được chạy phần mềm bên trong con ECM, cho nên là khi sửa nó cũng có một cái vấn đề. Thì mình sẽ quay cái ban riêng về xe đó cho các bạn xem. Video này mình gửi đến các bạn để mong muốn rằng các bạn có một cái thông điệp, cái cách làm. Nếu như cái xe đó là cái xe lên Smart Key, các bạn đấu nối ổ khóa là nó có thể nổ được. Cái xe đó là cái xe lên Smart Key nhưng ốp tính năng thì các bạn cũng thao tác đấu trực tiếp là nó nổ được. Nhưng nếu cái xe đó thay một con ECM khác và đã được đồng bộ lại chỉnh chu thì nó cũng như cái xe zin. Và với các việc các bạn sử dụng những cái thiết bị đời mới công nghệ như cái Scandal này, nó sẽ giúp cho công việc các bạn thuận tiện hơn. Chỉ trong vòng 15-20 giây các bạn có thể dùng cái tính năng này để, ví dụ các bạn đang nghi ngờ là cái xe này lỗi bộ khóa hoặc là lỗi ECM, các bạn sẽ lập tức lấy con ECM gắn qua chiếc xe này bình thường. Các bạn nghi ngờ lỗi một bộ khóa, các bạn lấy cái SU khóa, bộ khóa của xe này gắn qua đây bình thường, các bạn có thể test rất là lẹ. Còn nếu như trước đây các bạn không có, các bạn phải đợi khách hàng đưa cho mình cái mã zin, những cái thẻ từ á, đi kèm những cái bản thẻ nó có dãy mã, các bạn phải đợi khách hàng cung cấp cái đó, hoặc là khách hàng có chụp lại hoặc khách hàng có giữ lại thì các bạn mới làm được. Nhưng với ngày hôm nay, thiết bị Scandal các bạn chỉ việc ấn nút đợi trong 15 tới 20 giây các bạn có thể hoàn thành rồi. Thì cái này là cái chia sẻ của mình dành cho anh em nghề xe máy. Hy vọng là nó sẽ giúp cho anh em thêm một phần kiến thức. Mình xin phép mình dừng cái video lại tại đây. Nếu anh em thấy hay thì anh em nhớ like và subscribe kênh, và cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Mình xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.